Rồi, chúng ta đến với phần tiếp theo của chuyên mục giải 1.000 câu trắc nghiệm chinh phục tiếng Anh lớp 6 của chúng ta. Phần 11 này, chúng ta sẽ làm một dạng bài đọc hiểu, một bài văn đọc hiểu. Rồi, vậy thì bây giờ thầy đọc cho các bạn, rồi sau đó thầy dịch, rồi sau đó thầy giúp các bạn làm nha. Bob is a student. This is his bedroom. He does his homework, play computer games, and relax here. There is a desk, a chair, a wardrobe, a bed, and a bookshelf in his room. The wardrobe is between the desk and the bed. There is a computer, 10 books, and 5 pens on his desk. There are some pictures of his family on the wall. He loves this room so much, so he cleans it regularly. Rồi. Vậy thì cái bài văn này có nghĩa là gì? Bob là một học sinh. Đây là phòng ngủ của anh ấy. Anh ấy làm bài tập về nhà của anh ấy, chơi trò chơi máy vi tính và thư giãn tại cái phòng ngủ của ta. Tại đây này, tại đây là tại phòng ngủ của ta đó. Có một cái bàn có ngăn kéo, một cái ghế, một cái tủ đựng quần áo, một cái giường và một cái giá sách trong phòng của anh ta. Cái tủ đựng quần áo là nằm giữa cái bàn và cái giường ngủ. Có một cái máy tính, 10 cuốn sách và 5 cây viết trên cái bàn của anh ấy. Có một vài bức tranh về gia đình của anh ta được treo trên tường. Anh ấy yêu thích căn phòng của anh ta rất là nhiều. Vì vậy anh ta lau chùi nó thường xuyên. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem người ta mời hỏi mình gì. What is his name? Tên của ta là gì? Quá dễ, đúng không? Bob. Bob. Câu 2 này. What does Bob do in his bedroom? Cái anh Bob này, anh làm cái gì trong cái phòng ngủ anh ta? Thì trong bài chúng ta dịch đó, là anh ta làm gì nào? Anh ta làm bài tập về nhà nè, chơi game máy tính nè, và thư giãn tại cái phòng ngủ của ta đó. Vậy thì chúng ta xem cái đáp án. Đây, đáp án chúng ta. Anh ta làm bài tập về nhà, đi ngủ, chơi game máy vi tính, và tất cả phương án. Thực ra cái chỗ này cũng hơi lạ. Trong bài nó không có trình bày là anh ta đi ngủ, nhưng thực ra trong phòng ngủ thì phải ngủ trong đó chứ, ngủ chỗ nào đúng các bạn. Nhưng mà trong bài thì không ghi. Lẽ ra chỗ này là phải relax đúng không? Thì hợp lý đúng không? Anh ta thư giãn thì hợp lý. Thì mình chọn qua cả tất cả các phương án này thì quá hợp lý luôn. Nhưng nếu mà không có relax này mà cứ thế này thì chọn cái này cũng không đúng. Chọn này cũng không đúng, bởi vì anh ta vừa làm cái này vừa làm cái này mà. Anh làm cả hai cái này luôn mà. Do đó chúng ta buộc phải chọn bốn phương án, phương án thứ tư. All are correct, tất cả các phương án đều đúng thì hợp lý nha. Câu này hỏi hơi vớ vẩn tí, lẽ ra chỗ này không nên ghi chữ sleeps chỗ này, bởi vì trong bài anh đâu trình bày về nguyên tắc, anh không trình bày là không có, nhưng mà phòng ngủ là phải ngủ kiểu gì được nhưng mà đã có hai cái này rồi, đã làm hai việc này rồi thì tốt nhất ta chọn câu D các bạn nha. Rồi câu số 8. Câu số 8 là cái tủ đựng quần áo của anh ta ở đâu? Thì trong bài này, tủ đựng quần áo của anh ta, đây, cái tủ đựng quần áo này, thì nó nằm ở giữa cái bàn có ngăn kéo này với cái giường ngủ đúng không? Rồi, nó nằm giữa cái bàn có ngăn kéo và giường ngủ. Thì đấy, đây, nó nằm giữa cái bàn có ngăn kéo và cái giường ngủ này. Chính xác, câu B. Đó, các bạn ha. Câu số 9 là người ta hỏi gì nè? Có cái gì ở trong phòng của anh ấy? Có tivi, có máy giặt, có cái tủ đựng quần áo, có cái điện thoại. Thì có cái tủ đựng quần áo đúng không? Tủ đựng quần áo là có trong cái phòng ngủ của anh ta. Còn tất cả ba cái này là không có. Rồi câu số 10 nè. Có bao nhiêu cây viết ở trong cái ngăn kéo, cái bàn có ngăn kéo của anh ta? Thì nãy thầy dịch các bạn là mấy cái viết đây nha. Đây, có 10 cuốn sách, 5 cái viết trên cái bàn của anh ta đó, cái bàn có ngăn kéo của anh ta, bàn học của anh ta đó. Thì 5 đúng không? 5 đâu rồi? Phương án 5. D. 5 này. Ok. Rồi. Đó là phần 11, chúng ta cũng đã làm xong. Hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta đến với phần 12.